Toàn cảnh quốc tế ngày 24 tháng 9 Ukraine tuyên bố làm hư hại hơn 200 mục tiêu quân sự ở Nga bằng UAV trong một năm Nga nói không với vụ thử hạt nhân kèm theo một điều kiện Giữa căng thẳng sụp sôi, Mỹ điều thêm lực lượng tới Trung Đông Khảo sát của New York Times, ông Trump dẫn trước bà Harris ở 3 tiểu bang chiến trường Người Canada bị Trung Quốc bắt giữ cho biết ông đã bị tra tấn tâm lý Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị đến với mục toàn cảnh quốc tế, thứ ba ngày 24 tháng 9 của Đại Kỷ Nguyên. Sau đây là nội dung bản tin. Ukraine tuyên bố phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 cơ sở quân sự tại Nga trong năm qua bằng công nghệ bầy đàn UAV. Bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov cho biết trong một bài bình luận cho Force Ukraine được đăng tải vào ngày 23 tháng 9. Hôm nay, UAV của Ukraine bay hơn 1.000 km đến Mosman và khu vực Volga, phá hủy các nhà máy lọc dầu và sân bay của Nga, ông Umerov viết. Trong số các mục tiêu của lực lượng Ukraine có các trung tâm điều khiển, sân bay, tàu, hệ thống phòng không và các căn cứ quân sự của Nga, Bộ trưởng Umerov nói thêm. Theo ông, Kyiv đã tăng cường năng lực quân sự tầm xa của mình nhiều lần trong năm nay. Đặc biệt, vào năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua UAV trị giá hơn 507 triệu đô la và đạn dược cho UAV trị giá hơn 217 triệu đô la. Quân đội Ukraine đã chứng tỏ mình là người tiên phong trong công nghệ UAV, sử dụng những cách sáng tạo để làm suy yếu lợi thế về đạn dược và nhân sự của Nga. Ukraine còn dùng UAV để tấn công trực thăng của Nga hoặc thả kim loại nóng chảy xuống các vị trí trên mặt đất, trong khi UAV đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ sự thống trị của Nga ở Biển Đen. Moscow sẽ không thử vũ khí hạt nhân miễn là Hoa Kỳ kiềm chế thử nghiệm. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách chính sách kiểm soát vũ khí của Nga cho biết vào ngày 23 tháng 9, khi có đồn đoán rằng Điện Kremlin có thể từ bỏ lệnh tạm dừng thử hạt nhân hậu Xô Viết khi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu cân nhắc cấp phép cho Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa phương Tây. Ngày càng có nhiều lời bàn tán rằng Nga có thể tiếp tục thử hạt nhân. Tuần trước, tờ báo nhà nước Nga Rosikia Zareta đã đăng một cuộc phỏng vấn với ông Andrei Sinitsky, người đứng đầu bãi thử hạt nhân của Nga tại Novaya Zemlya, nói rằng bãi thử này đã sẵn sàng để tiếp tục thử nghiệm trên quy mô lớn. Tổng thống Putin đã cảnh báo sẽ tiếp tục thử vũ khí hạt nhân nếu Washington có động thái tương tự. Ông cho biết ông không cần sử dụng vũ khí hạt nhân như vậy để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Không có gì thay đổi, Thứ trưởng Ngoại giao Ryokov nói với các hãng thông tấn Nga về suy đoán rằng một vụ thử hạt nhân có thể là câu trả lời của Moscow cho các cuộc tấn công bằng tên lửa vào sâu trong nước Nga. Ông nói thêm, theo định nghĩa và công thức của Tổng thống Liên bang Nga, chúng tôi có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không tiến hành nếu Hoa Kỳ kiềm chế các bước như vậy. Ngày 23 tháng 9, Ngũ Giác Đài thông báo Hoa Kỳ sẽ gửi thêm một số lượng nhỏ quân đến Trung Đông do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah của Liban. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối nêu rõ số lượng hoặc nhiệm vụ chính xác của các lực lượng sẽ được triển khai. Thiếu tướng không quân Patrick Ryder, người phát ngôn của ngũ giác đài nói với các phóng viên. Vì sự thận trọng, chúng tôi sẽ gửi một số lượng nhỏ quân nhân Hoa Kỳ bổ sung để tăng cường lực lượng của chúng tôi đã có mặt trong khu vực. Sau gần một năm chiến tranh với Hamas ở Gaza, Israel đang chuyển trọng tâm sang biên giới phía Bắc, nơi Hezbollah đã bắn tên lửa vào Israel để hỗ trợ đồng minh Hamas của mình. Quân đội Israel ngày 23 tháng 9 đã tấn công Hezbollah ở phía Nam, thung lũng Bekaa ở phía đông và khu vực phía bắc gần Syria trong các cuộc tấn công lan rộng nhất của họ. Nguồn tin an ninh cho biết, một cuộc tấn công của Israel vào tối ngày 23 tháng 9 tại các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Liban đã nhắm vào thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah là Ali Karaki, người đứng đầu mặt trận phía nam. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tìm cách kiềm chế xung đột ở Gaza và đã nhiều lần kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới Israel-Liban thông qua ngoại giao, Lời kêu gọi này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nhấn mạnh trong các cuộc điện đàm hàng ngày với người đồng cấp Israel, Joab Galan. Theo kết quả khảo sát mới của New York Times và Đại học Sina công bố vào ngày 22 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris ở ba tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia và Bắc Carolina, nhưng cách biệt không quá lớn. Các cuộc thăm dò được thực hiện tại 3 tiểu bang này từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9, với tổng cộng 2.077 người, nhiều khả năng đi bầu. Ngoài Arizona, Georgia và Bắc Carolina, bốn tiểu bang chiến trường khác là Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. New York Times và Đại học Sina không khảo sát bốn tiểu bang còn lại trong cuộc thăm dò này. Theo kết quả khảo sát, ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở Arizona, với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 50%, 45%. Tại Georgia, ông Trump giành được 49%, hơn 4 điểm phần trăm so với bà Harris. Đây là hai tiểu bang chiến trường mà ông đã để thua trước đương kim Tổng thống Joe Biden hồi năm 2020. Còn tại Bắc Carolina, nơi Đảng Dân Chủ chưa từng chiến thắng kể từ năm 2008, bà Harris đang bám rất sát ông Trump với tỷ lệ 47% so với 49% những cử tri ủng hộ ông Trump cho biết đời sống của họ tốt hơn vào thời tỷ phú làm Tổng thống. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris đều đang tập trung cao độ vào các tiểu bang chiến trường, nơi sẽ quyết định người chiến thắng. Arizona đang đặt ra cách thức đối với chiến dịch của bà Harris. Cuộc thăm dò của New York Times và Sina tại đây vào tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước với cách biệt 5 điểm, nhưng tình hình hiện tại đảo ngược. Hôm thứ Hai ngày 23 tháng 9, EU đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên WTO vì cuộc điều tra chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu sản phẩm sữa của châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Bắc Kinh và Brussels. Ngày 21 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố mở một cuộc điều tra chống trợ cấp nêu trên, một bước đi nhằm đáp trả việc EU áp thuế chống trợ cấp đối với xe điện do Bắc Kinh sản xuất. Cơ quan điều hành của EU cho biết hôm nay ủy ban châu âu đã đệ đơn yêu cầu tham vấn lên tổ chức thương mại thế giới phản đối việc trung quốc khởi xướng cuộc điều tra chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu một số sản phẩm sữa từ eu hành động của eu được thúc đẩy bởi một mô hình mới nổi là trung quốc khởi xướng các biện pháp phòng vệ thương mại dựa trên những cáo buộc đáng ngờ và bằng chứng không đủ trong một thời gian ngắn cuộc điều tra của trung quốc bao gồm nhiều mặt hàng như format tươi sữa đông format xanh Cuộc điều tra của Trung Quốc nhắm vào các khoản trợ cấp được cung cấp cho 27 quốc gia thành viên của EU theo chính sách nông nghiệp chung, nhưng cũng nhắm vào các kế hoạch trợ cấp quốc gia ở Ireland, Áo, Bỉ, Ý, Croatia, Phần Lan, Romania và Cộng hòa Séc. Brussels cho biết trong một tuyên bố, Ủy ban đang thực hiện cam kết bảo vệ vững chắc lợi ích của ngành công nghiệp sữa EU và chính sách nông nghiệp chung chống lại các thủ tục lạm dụng ủy ban cho biết động thái của wto chống lại cuộc điều tra về sữa là lần đầu tiên eu quyết định phản đối một cuộc điều tra ở giai đoạn khởi xướng và rằng họ đã khởi động các bước đầu tiên trong thủ tục giải quyết tranh chấp của các cơ quan toàn cầu này bắc kinh cho biết họ lấy làm tiếc khi eu đưa ra phản đối và sẽ xử lý theo các quy tắc có liên quan của wto bộ thương mại trung quốc tuyên bố bắc kinh có trách nhiệm bảo vệ các yêu cầu hợp pháp và quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các ngành công nghiệp trong nước. Cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, công dân Canada bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày, cho biết ông bị biệt lập trong nhiều tháng và bị thẩm vấn tới 9 giờ mỗi ngày. Ông cho rằng đây là đòn tra tấn về mặt tâm lý. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBC được công bố vào ngày 23 tháng 9, ông Kovrig cũng nói thêm ông đã bỏ lỡ ngày con gái mình chào đời và chỉ gặp mặt cô bé lần đầu tiên khi cô bé được 2 tuổi rưỡi. Vợ của ông đang mang thai 6 tháng vào thời điểm ông bị bắt. Ông Kovrig và người đồng hương doanh nhân Michael Sparvot đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2018, ngay sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu. Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, theo lệnh của Hoa Kỳ, cả hai người Canada đều bị buộc tội làm gián điệp. Phía Ottawa đã lên án động thái này của Bắc Kinh, liên tục thúc giục chính quyền Trung Quốc trả tự do cho họ. Ông Kovrig cho biết, trong những bình luận đáng chú ý đầu tiên kể từ khi ông và Spavod được thả vào tháng 9 năm 2021, tôi vẫn mang trong mình rất nhiều nỗi đau và đôi khi nỗi đau đó có thể rất lớn. Ông Kovrig lưu ý rằng các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc nêu rõ tù nhân không nên bị giam giữ biệt lập trong hơn 15 ngày liên tiếp. Ông nói thêm, hơn thế nữa thì được coi là tra tấn về mặt tâm lý. Tôi đã ở đó gần 6 tháng. Ông Kovrig cho biết, không có ánh sáng ban ngày trong phòng giam biệt lập, nơi đèn huỳnh quang được bật 24 giờ một ngày. Có lúc, khẩu phần ăn của ông bị cắt giảm xuống còn 3 bát cơm một ngày. Theo người đàn ông Canada xét về mặt tâm lý, đó hoàn toàn là điều mệt mỏi và đau đớn nhất mà ông từng trải qua. Ông kể thêm, đó là sự kết hợp giữa giam giữ biệt lập, cô lập hoàn toàn và thẩm vấn liên tục trong 6 đến 9 giờ mỗi ngày. Họ đang cố gắng bắt nạt, hành hạ, khủng bố và ép buộc phải chấp nhận lời buộc tội sai lệch của họ. Ông Kovrig và ông Spavod được thả cùng ngày, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hủy bỏ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu và bà trở về Trung Quốc. Quan hệ Trung Quốc-Canada đang lạnh nhạt. Tháng này, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá kéo dài một năm đối với hàng nhập khẩu dầu hạt cải từ Canada. Chỉ vài tuần sau khi Ottawa công bố mức thuế 100% đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất. Theo hãng tin CNA của Singapore, Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á nhờ lực lượng lao động trẻ có trình độ đang tạo dấu ấn trong ngành công nghệ và kinh doanh toàn cầu. Cũng theo CNA, bất chấp những bất ổn toàn cầu và động lực thương mại thay đổi, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ việc tập trung mạnh vào công nghệ và đổi mới đang giúp Việt Nam trỗi dậy trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, với hơn 70.000 công ty công nghệ, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ. Với lực lượng nhân sự cao cùng với tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang thành một trung tâm hấp dẫn cho các tài năng mới nổi cũng như cho nghiên cứu và phát triển. Về thu hút đầu tư, báo CNA nhận định rằng với các hiệp định thương mại tự do bao trùm 56 thị trường, Việt Nam đã trở thành điểm đến hàng đầu cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. CNA cho rằng, công ty toàn cầu ngày càng chuyển hướng sang Việt Nam để đa dạng hóa hoạt động bởi đất nước có vị trí chiến lược, lực lượng lao động lành nghề. Các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Amazon, Samsung, Sumitomo và Lego đã thiết lập hoạt động tại Việt Nam để tận dụng các tiềm năng Hiện có trên 1 triệu người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của Đại Kỳ Nguyên đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.